Để tổng hợp cái này á, đầu tiên cô sẽ thành lập một hợp chất tên là Combin phương pháp. Và khi cô phân giải mấy cái 3G mà thuộc nhóm UDBD này á, cô phân biến thông qua bao nhiêu là gì vậy? Combin phương pháp, cả bao nhiêu phương pháp. Mà cả bao nhiêu phương pháp thì nó cảm thấy nó quen quen là chỗ nào? Gặp đâu? Quy trình URE nhớ không? Quy trình URE. Cho nó chắc chắn là liên quan đến cái gốc N4 cộng ha. Đó, liên quan đến URE. À, như vậy thì bây giờ mình có ha. Để dựng thành cái cấu trúc này, đầu tiên là em sẽ thấy lấy một cái ATP, lấy gốc phương pháp của ATP, lấy một cái gốc CO2 và lấy cái gốc NH2 glutamine. Được chưa? Ba cái đó ghép lại với nhau thì nó mới cho ra cái gì bạn? Đảm bảo mình phương pháp. Tại vì em lấy có mỗi mình NH2 glutamine thôi, do đó glutamine nó sẽ còn lại là thành gì bạn? Phương pháp. Được chưa? Lấy nó nở hai thôi chứ phải lấy nguyên cái glutamate nó gắn vô, xin lỗi, nó không lấy nguyên cái glutamine nó gắn vô mà nó chỉ lấy cái N2 glutamine để nó gắn vào với CO2 và gốc phương pháp thôi, thì nó cho ra hợp chất là gì ạ? Glutamine phương pháp đó là N2 gắn với CO và gắn với COO và gắn với một gốc phương pháp. Rồi tiếp theo đó cái glutamine phương pháp này mới gắn với cái gì bạn? Cái acetate nè. Thì khi nó gắn với cái áo tắc thì nó lấy nguyên cấu trúc của cái áo tắc, nó gắn vào trong cái phần carbonamin, tức là carbonamin nó chỉ có đoạn nào bạn thấy là N2 và COO là carbonamin thôi, còn cái phương pháp này gắn vào giống như là để tạo tiền đề, tạo liên kết mới với cái áo tắc gì đó. Thì đó sau đó là cái carbonamin thì nó sẽ gắn vào đây N2 COO và cái đoạn này là gì bạn? Đoạn này là gì bạn? Có sao không gì bạn? Áo tắc. Sau đó cái carbonamin acetate này nó mới gắn vào lại, nó còn lại nó lấy N2 và lấy CO về, tại vì mình đếm đủ xung quanh nó đủ 6 nguyên tố là được, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì 6 nguyên tố nó đủ đó lại thành vòng 6 cạnh, bởi vì pyrimidine là cái vòng 6 cạnh. Dạ thì khi đóng vòng lại với nhau bằng cách là lấy N2 phản ứng với COO trừ thì loại nước đi thì nó ra cái vòng tròn vẹn của mình ha. Thì cái này là dihydroorotate. Cái dihydroorotate đó sau đó nó sẽ bị khử hydro ở đây. Cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở vị trí 5, 6 nó sẽ khử hydro thì nó sẽ xuất hiện như vậy. Mở lồi các bạn. Dạ. Mở hydro xuất hiện mở lồi. Hydro gì cứ cho em đợi anh cầm nha. Thế theo đó bạn lấy nguyên cái orotate này nè, bạn gắn vào một cái hợp chất PRB. PRB là em nhập cái trên cái trước rồi đó. Anh gồm một đường ribo và một gốc phát ra vị trí C5, hai gốc phát ra vị trí C7, C1, giờ cũng gắn lên, đây cũng gắn lên. Thì hai gốc phát ra vị trí C1 là tạo tiền đề để gắn cái ôn thay lên cho BRB. Đó lý do tại sao mình không dùng cái đường ribo nó phát mình gắn. Mình phải chuyển nó thành cái đường là ribo. Cái ribo nó phát tại sao mình gắn trực tiếp mà mình phải dùng cái BRB mình gắn. Bởi vì mình có hai gốc phát nào ở vị trí C1 á, thì em mới có thể gắn được các nguyên liệu lên trên cái cấu trúc của cái đường ribo đó. Thì đó cái ribo nó cũng phát chưa sẵn sàng và chuyển nó thành gì dạng hoặc hóa là gì bạn? BRBB. Trong trường hợp này là BRBB nó sẽ dùng cấu trúc phát để gắn cái ôn thay lên cái bọc của nó. Rồi đây là oxygen 5 mono phát, thì cái chất này tiếp tục cắt cái phần CO2 này ra, CO này ra cũng như là CO2. Thì cô có một cái uridine 5 monophosphat, đây là uridine. Gắn vào đường ribo, gắn vào vị trí C5 có phosphat thì gọi là uridine monophosphat, hay gọi tắt là UMB. Thì UMB rồi bây giờ tiếp tục cũng thành UTB thì sao bạn? Gắn thêm hai gốc phosphat vô nữa thì nó trở thành gì bạn? UTB thôi. Dạ. Ai cũng gốc phosphat cho nó. ATB. Giờ nó lấy cái gốc phosphat từ nguồn năng lượng ATB cung cấp cho nó thì nó sẽ trở thành là gì bạn? UTB. UTB. Rồi, cái UTB này tiếp tục nó sẽ chuyển hóa thành CTB được, tại vì cái cytosin và cái uridine này nè chỉ khác nhau là cái cytosin này nó có thêm một gốc NH2, còn cái uridine này là nó ít hơn gốc NH2 thôi. Vậy đó, em có thể chuyển từ UTB thành CTB và các bạn lấy NH2 từ glutamine cắt vào trong cấu tạo của uridine. À, thì nó sẽ chuyển uridine thành gì bạn? Cytosin. Đó này sẽ cái gì bạn? CTB. Yeah. Vậy là xong cái phần tổng hợp ra cái cấu trúc của gì bạn? Các cái uridine. Yeah.
đơn giản thôi, cái các bạn các ứng là dùng các nguyên liệu ghép nối lấy dần từ thứ một em lên, thì cái green á cái vòng nó nhiều hơn, cái vòng to hơn, nhiều hơn. Thì các cái nhu cầu em xài nguồn nguyên liệu từ các amino acid, từ CO2, từ các cái protein, từ các cái vitamin thì nó sẽ nhiều hơn so với cái gì bạn vitamin. Thì đó, vitamin này mình cũng xài vậy, mình xài gì bạn? Mình cũng xài vitamin giống như là một chất cung hay đỡ hai nha. Mình xài nguyên cấu tạo của avatar trong việc mình đảm bảo nha. Rồi, dưới đây mình cũng thể cũng xài đó rồi, cũng xài vitamin để cung cấp em đỡ hai cho nó. Như vậy là rõ ràng để tiến hành tổng hợp ra cái vòng tròn vitamin này, em phải cần cái nguồn nguyên liệu từ đâu bạn? Chủ yếu từ amino acid. Amino acid cung cấp cho nó rất nhiều, có hai loại thôi, glutamine à ba bốn glutamine nè, là gì nữa bạn? Glutamine nè, lysine nè, rồi avatar nè, hết là bốn ba ăn nữa. Dạ, chủ yếu ba đó là cung cấp các cái nguồn nguyên liệu cho cấu trúc của glutamine và vitamin. Vậy thì cái phần chuyển hóa vitamin thì nó đơn giản ha. Thì giờ em cũng cắt từ cái CTB, UTB. Thì đầu tiên em sẽ cắt cái gì? Trong cái cấu tạo em cắt cái gì? Cắt cấu trúc phát ra đầu tiên, đúng chưa? Ở tiêu hóa cắt cấu trúc phát ra đầu tiên, đúng chưa? Vậy thì chuyển hóa cắt cấu trúc phát, loại cấu trúc phát ra, xong cắt đường ribo ra luôn. Vậy thì chỉ còn lại cái 3 giờ đó là gì bạn? Cytosine thôi. Tại 3 giờ cytosine nó hơn cái uracil ở chỗ nào? Nó hơn một gốc N2. Thì muốn biến từ C thành U thì cắt đi một gốc N2 thì nó chuyển thành gì bạn? Uracil. Sau đó cái uracil này á, em sẽ tiến hành em dùng để tổng hợp. Nếu như bạn đang cần nguyên liệu đó là uracil để tổng hợp ra một cái nucleotide mới, giờ em muốn có UTP mới thì em lấy nó làm tổng hợp luôn. Còn nếu em không dùng để tổng hợp đó thì nó chỉ còn cách là đó nhỏ lại, nó chuyển hóa ngược lại, thì cái uracil nó sẽ mở bằng cho ra là dihydro uracil, rồi sau đó là nó cắt bớt cái hydro, nó sẽ tạo ra gì bạn? Carbamoin beta alanin. Carbamoin thì nó bắt đầu nó cắt cái carbamoin ra thì chỉ còn lại gì bạn? Alanin thôi. Và cái alanin thì chuyển thành gì bạn? Acetin qua được không? Alanin chuyển thành acetin qua được không? Alanin chuyển thành cái gì được? Nó ra được acetin qua nè, chu trình glucoalanin, trong đó có sự tham gia của viên quá nhớ đang khó rồi, không biết nữa biết nào. Chu trình glucoalanin có sự tham gia của gì bạn? Viên quá phải không? Có sự tham gia của viên quá, vậy đó cái alanin này nè nó sẽ chuyển thành gì bạn? Viên quá trước, được chưa? Rồi sau từ viên quá nó chuyển thành gì bạn? Acetin qua. Mà làm sao từ alanin mới chuyển thành viên quá được? Alanin nó chỉ cần cắt cái gốc này đó hai ra chuyển thành viên quá ngay. Alanin nó cắt gốc đó hai ra chuyển thành viên quá ngay. Có trong chương trình liên quan alanin đó. Chương trình liên quan alanin là trong cái chương vừa rồi mới học xong, chương amino acid á. Dạ. Là cái phần cuối cùng á. Thì em cắt cái đó hai ra thì em có cái gốc gì bạn? Nó bán, đúng chưa? Rồi cái viên quá em cắt ra một carbon không có cái dạng CO2 thì em chuyển thành gì bạn? Acetin qua viên quá mấy carbon bán acetin có hai thôi. Thì đó đầu tiên là alanin cắt N2 cho ra gì bạn? Nó bán. Thì cái alanin này chỉ còn lại một cái mặt thì đó là viên quá. Thì là khi nó cắt một carbon ra không có cái dạng CO2 thì nó còn lại cái mặt của hai carbon thôi, đó là gì bạn? Acetin qua hai hồng rồi đúng không? Chưa? Vậy thì N3 và CO2 tiếp tục được thải ra khỏi cơ thể mình. Dạ, rồi. Còn nếu trong cái cấu tạo của DNA nó có khác chút xíu, đó là cái thymin. Tức là trên cấu tạo của DNA là mình có gì? ATPC, đúng chưa? A thì với T, V đối mã với C. Còn trên DNA thì T để thay bằng kiểu gì bạn? Cái U như đó thì em tháo cái DNA ra thì sẽ có thymin. Dạ, thì thằng thymin này nó
nó cũng giống như resin nó dầu chúng ta cũng hình thành bằng cách là gì bạn, mình tháo cái hydro ra thì nó trở thành dihydrotimin. Nó là cái mặt, nó mặt dihydrotimin, sau dihydrotimin nó chuyển thành là N-carbamin beta amino isomerase thì mới cắt cái carbamin ra. Tiếp carbamin ra, hai cái carbamin này là bạn. Tiếp theo đó nó sẽ đi vào đâu bạn? Chương trình ure. Chương trình ure xong đó ha. Dạ. Rồi, còn cái amino isomerase này nó sẽ bị chuyển hóa thành cái sụn liên quan. Tại vì beta amino isomerase thì cắt cái gốc này N2 ra thì nó hai xuất hiện như vậy là gì bạn? N3 thì cái mặt của nó sẽ trở thành gì bạn? Sụn liên quan. Tại vì butyrat là 4 carbon rồi mà sụn liên cũng là 4 carbon thôi à. Nó chỉ cần cắt cái gốc này N2 ra nó ra ngay. Dạ. Là kết quả là bạn dị hóa các cái bazơ pyrimidine để bạn thu được gì bạn? N3 bằng C2. Dạ. Rồi, ok là mình kết thúc cái phần này ở đây. Năm, rất đơn giản trong cái việc thực hiện phản ứng. Ở chỗ là mình chỉ cần vài các cái nguyên liệu để mình nối vào lại với nhau. Và mình phân giải, nó ra cái dạng là những cái nguyên liệu mình đã học trước đó. Được chưa? Rồi, vậy thì chỗ này ổn chưa?